Việt Nam lọt vào top 5 tỷ lệ phá thai nhất thế giới, tin từ Hà Nội. Thống kê của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc công bố ngày 8 tháng 7 tại Sài Gòn xác nhận Việt Nam là một trong 5 quốc gia có số vụ phá thai cao nhất thế giới. Theo VN Express, những con số được công bố tại cuộc meeting kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới diễn ra ở Sài Gòn đã gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam. Tài liệu này nói rằng tỷ lệ sinh con của người phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 19 chiếm tỷ lệ 4.6% trong tổng số các sản phụ tại Việt Nam. Không chỉ vậy, Sài Gòn còn đứng đầu số vụ nạo phá thai ở Việt Nam và dẫn đầu các quốc gia Đông Nam Á. So với tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên của nữ giới Việt Nam cách đây 4 năm, con số này đã tăng từ 2% đến 4.6% số vụ phá thai, cao gấp 2 lần tính đến năm 2014. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho rằng việc mang thai và phá thai ở phụ nữ vị thành niên sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người trẻ về thể chất lẫn tinh thần. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, các chuyên gia ngành dân số thống kê đổ lỗi cho một bộ phận không nhỏ vị thành niên còn hạn chế kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong khi đó, báo mạng Vietnamnet dẫn lời bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Sài Gòn nói rằng tỷ lệ nạo thai ở người vị thành niên tại Việt Nam chiếm đến 20% trong tổng cộng khoảng 300.000 trường hợp phá thai mỗi năm. Thống kê của Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nói rằng cứ một trẻ ra đời thì có một trẻ bị phá bỏ. Tính tổng cộng mỗi năm có khoảng 1.6 triệu bào thai bị giết chết khi còn trong bụng mẹ. Cũng theo Vietnamnet, nạo thai ở Việt Nam hiện nay đã trở thành hiện tượng công khai với số cơ sở nhận làm dịch vụ này mọc như nấm tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Tại một số con đường, các cơ sở nạo thai hình thành san sát nhau, biến thành khu phố, khu chợ nạo thai.